Dạ, Sinh Ly Đồng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Rất vui gặp lại anh chị trên kênh Sinh Ly Đồng. Bây giờ thì khoảng 8 giờ 40 phút ngày 22 tháng 6 2022. Sinh Ly đang đứng bên hông của chợ Bến Thành nè anh chị. Đây là cái cổng chính và đây là công trường Quách Thị Trang. Đây, tại công trình bên kia là Ti Họa Sa, con đường Lê Lợi. Rồi, với cái clip này thì trời cũng đang mưa râm râm anh chị. Đối với tháng 6 thì có một bài hát: tháng 6 trời mưa không dứt, trời không mưa anh cố lại trời mưa. Anh chị cũng đã từng yêu nhau bài hát đó. Với cái mưa râm râm của Sài Gòn, Sinh Ly xuất phát từ chợ Bến Thành để chúng ta về với con đường Võ Tánh Nguyễn Trãi. Ý con đường đi đường con đường Lê Lai. Mình về với con đường Võ Tánh Nguyễn Trãi và về với con đường Nguyễn Trãi quận 5. Nơi đó có một cái phố thời trang về hướng chợ lớn anh chị. Thì coi trời mưa như thế này thì những cái shop thời trang nó như thế nào anh chị ha. Nhân tiện thì cũng đang đi trên đường về nhà, hồi nãy thì cũng quay những cái đoạn clip khu vực trung tâm gửi anh chị rồi. Bây giờ bắt đầu chúng ta xuất phát ngay chỗ cửa chợ Bến Thành nha anh chị. Hồi nãy thì cũng vào chợ Bến Thành, 7 giờ tối thì một số tiểu thương vẫn còn bán, nhưng mà bây giờ thì dọn chợ rồi anh chị. Ngày xưa thì ở đây đông vui lắm, bây giờ dọn chợ hết rồi, không biết còn bán hay không, nhưng mà cái cửa hàu cũng đóng lại hết rồi. Đây, dọn chợ rồi, thôi chúng ta đi nha anh chị ha. Sinh Ly sẽ chạy từ từ thôi, từ để. Để cho anh chị thấy cảnh vật trôi qua nhẹ nhàng. Đã ra đây là phở 2000, một cái thương hiệu phở nổi tiếng. Bây giờ thì phở 2000 cũng hết rồi anh chị, hết nổi tiếng rồi. Uổng quá cái thương hiệu đó nổi tiếng một thời đó, trời cũng chớp chớp. Trước mặt anh chị đó là con đường Lê Lai đó, hay chỗ men theo cái xe lửa, cái đường rầy, cái ga xe lửa ngày xưa đó ở Sài Gòn đó. Sau này thì nó mới dời về ga Hòa Hưng thôi. Trước mặt anh chị đó là khách sạn New World. Ở đây là về Phù Động Thiên Vương, ngã 6 Phù Động. Khách sạn New World này bây giờ vắng lắm. Thằng bạn nó làm ở đây nó nói vắng, không có khách. Nói chung giờ thì nói chung đỡ hơn lúc trước thôi. Rồi. Đèn xanh đèn đỏ phía trước của anh chị đó, nếu mà chúng ta đi bên trái là chúng ta về băng qua con đường Trần Hưng Đạo, Phạm Ngũ Lão để chúng ta về với chợ Cầu Muối, chợ Cầu Ông Lạnh. Bên phải là cũng là ngã 6 Phù Động. Nếu mà mưa mà nó có dính vào camera thì anh chị cũng thông cảm nha. Chạy một tay cầm nên rất là khó, chùi anh chị, lao camera. Cũng còn mưa râm râm, Sinh Ly phải mặc áo mưa chứ không là ướt, chạy từ đây mà về nhà nó ướt. Đây, hướng ngã 6. Đúng là hồi nãy mưa lớn lắm, mà đường xá không có một bóng người, người ta núp hết. Nhưng mà bây giờ thì khi mà tạnh mưa là đường xá lại đông lại, ào ra. Sài Gòn là không ngủ. Hôm nào Sinh Ly đi quay khu vực trung tâm thử quay vào lúc 0 giờ coi như thế nào. Nhưng mà bữa nào phải có công chuyện rồi anh chị. Ở đây là những cái quán nhậu, quán cà phê. Thì đây là phục vụ, không phải phục vụ cho tay, phục vụ cho các bạn trẻ đó đi ăn đêm. Và ở
đây thì bây giờ nó trở thành một cái công viên. Buổi tối thì không biết như thế nào, ban ngày thì an ninh lắm. Hay một cái nhà hàng, một cái quán ăn bún đậu mắm tôm. Buổi tối thì chắc có lẽ là nó không được an toàn mấy, nhưng mà ban ngày thì nó bình yên lắm anh chị. Nhìn thấy tối quá nguy hiểm. Thời buổi này thạch xanh thì ít, lý thông thì nhiều, không có thể dùng cái từ biết ăn biết chơi trời phù hộ được. Trước mặt anh chị đó là đèn xanh đèn đỏ, quẹo phải là con đường Bùi Chu, này là Tôn Thất Tùng, nơi đó có nhà thờ Huyền Sĩ, và có con đường Bùi Thị Xuân, có trường Bùi Thị Xuân, có trường Nguyễn Bá Tòng. Nói chứ bằng đi bộ đó anh chị, thì mình thấy cái video nó đặc tả hơn. Đi xe mình thấy lướt lướt thôi, nhưng mà anh chị thông cảm. Đi trên đường về nhà sẵn tiện ý mình thấy con phố thời trang thì mình quay có như thế nào. Rồi anh chị và các bạn xem cho vui. Mình đi sẽ qua đường nha. Ở đây không có đèn đường. Ngày xưa là ở đây là cái đường đường rầy nè anh chị. Đó, cái đường rầy năm xưa là nó đi cái hướng này. Rồi nó băng qua ngay chỗ đường Nguyễn Tiền Hiền, rồi xong về với ga Hòa Hưng. Đó. Rồi đây là chợ Thái Bình. Và nơi đây thì có hai cái rạp hát. Đó là Quốc Thanh và Khải Hoàn. Góc này là Khải Hoàn. Chợ Thái Bình anh chị. Đây là cái rạp hát, rạp hát Khải Hoàn năm xưa, bây giờ nó trở thành bookstore, nhà sách rồi. Ngày xưa là nó một thời đó chuyển là quán nhà hàng, quán nhậu. Đó, đây con đường Nguyễn Trãi. Năm 92-93 Sydney sống ở đây một năm thì con đường này vắng lắm anh chị, vắng vẻ lắm, nó không có đông đúc như thế này, kể cả con đường Võ Tánh phía trên ngã sáu Phù Động cũng vậy. Về con đường Gia Long Lý Tự Trọng cũng vắng. Bây giờ anh chị thấy trời, quán ăn quán nướng nè quá trời luôn. Bên phải là đường đi vào Đồng Tiến, bên trái là vào Mã Lạng, hai vùng đất dữ ngày xưa. Vào những năm 80 mấy đó, dân tứ xứ đổ về đây sinh sống. Thì bắt đầu từ từ nó phức tạp, nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn nhiều rồi anh chị. Đây, cái đường này nè, trời ơi, vào khu vực Mã Lạng, trời, nó có những cái hẻm hóc chen nhau, trời thì nó cứ chớp 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 anh chị. Mưa chắc tối nay mưa nữa. Những xe đẩy bán phá lấu bò. Trước mặt anh chị đó là rạp hát Quốc Thanh nha anh chị ha. Bây giờ cũng là trở thành một cái rạp hát, quán cà phê rạp hát anh chị.
quán cà phê 343 thì xin đi định vài lần vào uống cà phê, nhưng mà không biết sao có mở không, không biết sao lâu lắm rồi không có mở anh chị, đóng cửa lâu lắm rồi. À mở lại rồi kìa anh chị, mở lại rồi. À, bữa nào uống cà phê anh chị ha. Đó, cà phê 343 đã mở lại rồi. À, một cái quán mà có kỷ niệm với Sinh Y thì tin chắc rằng anh chị cũng có kỷ niệm. Phượng Cát, Văn Cao, Bích Câu, 253 Điện Phủ, 343 Nguyễn Trãi. Quán đã lâu lắm rồi. Những cái quán mà Sinh Y liệt kê là cái thời gian mà trời chớp dữ quá, trời chớp dữ quá. Sinh Y thường uống cà phê đó anh chị. Quán những thập niên năm 90 đến năm 2000. Ngày xưa là có những cái quán sân vườn, nhạc nhẹ nhẹ, hay lắm. Bây giờ thì nó cái mô hình kinh doanh cà phê nó khác đi nhiều lắm. Rồi bây giờ mình sẽ băng qua con đường Nguyễn Văn Cừ, ngày xưa là tên Cộng Hòa. Bên phải là về ngã 6 Cộng Hòa, bên trái là về chợ Năng Si. Trước kia là con đường này tên Năng Si, và sau một thời gian đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa tên là Khải Định, là Cộng Hòa Nguyễn Văn Cừ. Đây, chúng ta bắt đầu chạy trên mảnh đất của quận 5. Đây được ví là một cái phố thời trang quận 5, bán rất là nhiều nào quần áo, nói chung là giá cả bình dân anh chị. Khu vực này bình dân, Nguyễn Trãi quận nhất mới là cao cấp. Rồi chúng ta sẽ đi cái khu vực này nha. Trời mưa thì những người buôn bán này cũng rất là vất vả, cứ dọn ra dọn vô phủ tới phủ lui, mà bây giờ thì trường Bắc Ái nè anh chị, sau này nó trở thành trường cao đẳng sư phạm, và bây giờ là Đại học Sài Gòn. Rồi người dân buôn bán người ta cứ phủ tới phủ lui mưa gió, mà bây giờ cuộc sống thì nó khó khăn, kiếm tiền khó, nên người ta cũng tiết kiệm. Nước như thế này mà ai mà vô mua. Những cái dịp mà Tết đó, đi trên con đường này vui lắm anh chị. Trời ơi, đường này nó đông nghẹt. Buôn bán thời trang quần áo giờ bắt đầu là thường thường giờ này là đông nè, mà giờ này bắt đầu người ta dọn rồi, mưa gió vậy sao mà bán, dọn về nghỉ ngơi cho rồi. Có giọt nước rồi, trong veo. Còn mà là cành phụ hết. Mà ông trời thì cũng khó chiều lòng người ấy. Nắng quá thì ông trời ơi, nóng quá mưa con, ông trời ơi khổ quá mưa ông con, không mưa trời ông trời ơi đừng có mưa nữa để con buôn bán. Ông trời không biết làm sao mà chiều lòng người. Mấy hôm nay thời tiết nắng nóng lắm, nóng nóng dữ lắm anh chị, nóng quá trời nóng đó. Phụ lại để xin đi lao cái camera tí nha. Người ta buôn bán người ta phải phụ lại như thế này. Chờ đợi khách. Đây, nguyên một cái thời trang Big Sale mà không thấy một cái xe gắn máy, anh chị thấy không?
không thấy một chiếc xe gắn máy nào hết. Đó, ở đây bắt đầu là chắc có thể là dọn dẹp chuẩn bị về nè. Đó, đi như thế này để anh chị hình dung cuộc sống ở Sài Gòn thông qua cái phố thời trang. Đây là con đường Kê Túc Ký, bên phải anh chị Lê Hồng Phong đó. Đó, cái shop thời trang mà không thấy một bóng người luôn đó. Con que, con quắt đó. Nói chứ những cái địa điểm đó là biết bao nhiêu người lao động anh chị ha. Người ta buôn bán được, người ta mới thuê nhân viên mới có việc làm. Không buôn bán được, bắt đầu là thải ra đường một số người thất nghiệp. Lúc đó thì nó phức tạp, xã hội nó phức tạp. Bắt đầu mưa trở lại rồi, mưa ở đây mưa chắc mưa đến sáng luôn anh chị. Những cái shop thời trang nè anh chị thấy nó vắng que vắng quắt như thế này làm sao mà buôn bán được gì. Cái giọt nước ở Sydney lao lại nha. Lao lại cho nó sạch. Quán C. C Collection. C Collection. Ê quá. Thời buổi này tiền ăn không có, lấy tiền mua quần áo nó cũng khổ vậy đó. Với lại thật sự mà nói, ngành hàng thời trang nó dễ buôn bán hay gì, nó cạnh tranh dữ lắm, dễ bán và nhà nhà ai cũng bán, lấy hàng về bán thế là cạnh tranh, nó không có một cái gì gọi là đặc biệt hết, nó không có gì đặc biệt là cạnh tranh. Ví dụ như làm một cái kênh YouTube đi, dù sao đi nữa đề tài Sài Gòn nhưng mà mỗi người có một cái phong cách khác nhau anh chị, nói chứ cũng có một cái phong cách khác nhau, thì trăm người mười ý, thì người thích người không thích thì cái đó có sự lựa chọn. Nhưng mà thời trang anh chị thấy cái nào nó cũng giống như cái nào thôi, cái đôi dép đó của hãng đó thì người ta cũng trưng lên quầy kệ chỗ kia thôi, ai mạnh vốn là đạp giá chiết khấu discount khuyến mãi đó, nó khổ cạnh tranh nó dễ quá. Ví dụ nói về nhà hàng thì dù sao đi nữa đầu bếp này nói nấu thức ăn chuyên về cái loại thức ăn đó, cái món đó, độc quyền cái món đó thì nó mới có một cái sự riêng khác biệt đó, là còn thời trang xin y nghĩ là thua. Chỗ này là có vài người khách nè, cũng có vài người khách. Rồi bên phải là con đường Nguyễn Hoàng, nay là Trần Phú. Sunny sẽ chạy về với lại Đại Thế Giới chị ha. Đại Thế Giới thì Sunny sẽ stop cái clip đi một đoạn. Đi thẳng cũng Nguyễn Trãi nhưng mà bên đó là một chiều, một chiều tối này là mưa tiếp. Rồi. À,
bệnh viện Bình An nè anh chị, An ngay góc này nè. Đi mưa thì nó cũng hơi khó khăn chút xíu anh chị, tại vì vừa lau camera rồi xong vừa lau cái kiến của mình nữa. Tại vì lái chỉ có một cái tay thôi, một tay chạy. Nên mà con cái là xin đi cũng được cái là chạy chậm quá, chậm lắm. Thì mục đích là chạy chậm để cô chú anh chị nhìn nó rõ hơn. Nhưng mà rất là bực mình những giọt mưa nó rơi vào camera, nó làm nhòe nhòe, khó chịu. Rồi, trước mặt anh chị đó là con đường Nguyễn Tri Phương. Bây giờ bên trái là có cầu Nguyễn Tri Phương về cầu Chánh Hưng, về quận 8. Bên phải là về ngã 6 Nguyễn Tri Phương, đi thẳng là về con đường Đồng Khánh. Với con đường với cái địa điểm là Đại Thế Giới. Thì ghé đây là lao mắt kiến, lao camera cái đã. Sầu riêng, bán bánh sầu riêng rất là nhiều. Ở đây thì buổi tối thì có một quán nhậu, một dãy quán nhậu dài luôn anh chị. Rồi, ok. Ở đây, đây là quán nhậu nè. Che bạc ra, phủ bạc ra. Không có khách, vài bàn thôi. Rồi tới đây thì xin đi cũng thân ái mến chào anh chị và các bạn. Máy trái là Đại Thế Giới, quận 5. Xin đi cũng muốn cập nhật phố thời trang Nguyễn Trãi trong cái buổi tối mưa rơi nó như thế nào để gửi tới anh chị và các bạn nhịp sống Sài Gòn. Xin đi cũng kính chúc cô chú anh chị và các bạn luôn lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc trong cuộc sống. Để ủng hộ kênh thì anh chị nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cái clip này đến với mọi người để biết buổi tối mưa rơi ở Sài Gòn nó như thế nào. Và trước mặt anh chị là Đại Thế Giới cũng nói lời chia tay, tạm chia tay. Cái gì anh chị nhớ đăng ký kênh, nếu chưa đăng ký hoặc là chia sẻ anh chị ha, chia sẻ cái clip này Đại Thế Giới đó. Rồi, xin đi thân ái mến chào, hẹn gặp lại trong cái clip sau. Bye bye, hẹn gặp lại.